thuốc chống virus Remdesivir của hãng Gilead đã được Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA cho phép sử dụng khẩn cấp để trị COVID-19, mở đường cho việc sử dụng rộng rãi loại thuốc này tại các bệnh viện Hoa Kỳ. Trong cuộc họp tại phòng Oval tại Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Donald Trump, Tổng giám đốc Daniel O'Day của Gilead đã gọi quyết định của FDA đó là bước đi quan trọng đầu tiên và nói rằng Gilead đã tặng 1,5 triệu liều thuốc Remdesivir để hỗ trợ cho các bệnh nhân. Gilead không cho biết giá tiền của thuốc Remdesivir mà hãng sẽ tính với các bệnh viện một khi các liều thuốc tặng được dùng hết. Lệnh cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc Remdesivir của FDA sẽ chỉ áp dụng cho các bệnh nhân nằm viện vì coronavirus và phải thở oxygen. Hãng Gilead nói chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ việc phân phối thuốc Remdesivir đến các bệnh viện tại các thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất bởi coronavirus. Trước đó thì Gilead cho biết thuốc Remdesivir được truyền qua tĩnh mạch và dữ liệu thử nghiệm cho thấy thuốc có hiệu quả tốt hơn nếu như bệnh nhân được sử dụng thuốc sớm trong giai đoạn đầu của thời kỳ nhiễm bệnh. Dữ liệu thử nghiệm được công bố trong tuần bởi Viện Y tế Quốc gia NIH cho thấy thuốc Remdesivir giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân xuống khoảng là 31% so với nhóm so sánh. Tony Phạm, 45 tuổi, cư ngụ tại Henry Cole. Ngồi ở bàn giấy trong khu nhà tù ở khu vực Virginia Peninsula Regional Jail, cầm bức thư từng giúp cho gia đình ông ra khỏi Việt Nam và đến Mỹ. Lá thư ghi vào ngày 19 tháng 4 năm 1975. Một người Mỹ gốc Việt biết ơn một lá thư đã cứu mạng 5 mạng người. Đó là kỷ niệm sẽ không bao giờ quên. Khi đó, ông chỉ mới 2 tuổi, là ngày của ông, mẹ và hai em gái của ông được bước lên một chuyến bay thương mại cuối cùng rời khỏi Việt Nam và bay đến Guam trước khi kết thúc chuyến bay ở tại Fort Sapi, Arkansas. Tony Phạm nói rằng trong khoảng thời gian đó, nếu không có lá thư đó thì gia đình tôi sẽ không được bước qua cánh cổng. Chúng tôi rất may mắn biết được một người quen với dì của tôi. Người ấy đã có đủ lòng tốt để cứu cả một gia đình. Tony Phạm năm nay 45 tuổi, hồi đó chỉ mới 2 tuổi. Thậm chí ngày nay, những câu chuyện về việc họ thoát khỏi miền Nam Việt Nam vẫn là làm cho người ta xúc động. Cha của anh là một kỹ sư làm việc cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Theo lá thư cho biết, cha của anh đã vào miền Nam năm 1954. Anh giải thích về nội dung lá thư mà gia đình của anh đã cầm theo để trao cho các viên chức Hoa Kỳ. Nhờ vậy mà họ đến được đất nước tự do vào năm 1975. 3 tháng sau khi anh cùng mẹ và hai em đến ở Kansas, cha của anh cũng may mắn ra khỏi Việt Nam. Tony Phạm nói về họ đến ở Kansas. Chúng tôi là một gia đình bệ rạc. Có nhiều người tị nạn như chúng tôi, nhưng chúng tôi đã đến được nơi này một cách kỳ diệu. Sau khoảng 90 ngày, cha của tôi cũng có thể tìm ra được chúng tôi. Ông Phạm Thăng đã ở lại vị trí của ông vì lính đảo ngũ sẽ bị bắn khi vợ và gia đình được lên máy bay thoát ra khỏi Việt Nam, theo lời của Tony. Sau một thời gian ở Kansas, cuối cùng gia đình đã rời đi nơi khác với sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện và họ dọn tới một căn nhà chung cư có một phòng ngủ được trợ cấp ở Henrico County và sau đó chung cư bị san bằng để mà xây lại mới. Cha mẹ của Tony Phạm đã làm 2 công việc gia đình phải vất vả kiếm sống. Phần ăn chính yếu của họ là một chén cơm và một trái trứng mỗi ngày. Tony Phạm kể lại, ba tôi làm thợ sửa xe. Ông gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh, nhưng ông khéo tay và từng là một kỹ sư. Mẹ của Tony Phạm là thợ may và làm việc tại một rạp chiếu phim ở Carytown, Richmond. Đó là những điều tôi nhớ khi lớn lên. Những điều đó vẫn còn ở bên tôi vào ngày hôm nay. Cha mẹ của Tony Phạm đều có trình độ học vấn và luôn nhấn mạnh với 3 đứa con là phải siêng học và siêng làm việc. Tony nói, giáo dục tạo nên sự bình đẳng. Khi bạn thất bại và không có gì cả, bạn vẫn có thể được đi học ở Mỹ. Bạn phải đi đến trường mà học. Vào năm 1995, Tony Phạm tốt nghiệp trường College of William and Mary và cuối cùng theo đuổi một sự nghiệp trong ngành luật với chức vụ công tố viên. Ông nói rằng khi bạn có kiến thức, đó là điều mà người ta không thể lấy mất của bạn. Tôi đến vào một thế giới mà người ta đã lấy đi mọi thứ. Điều duy nhất mà họ không bao giờ lấy được là những gì tôi đạt được trong giáo dục.
là một công tố viên, ông ra sức để đưa người ta vào tù. Bây giờ, ông là viên chức cai quản nhà tù. Tony Phạm đã được chức tổng thanh tra nhà tù Virginia Peninsula Regional Jail cách đây một năm. Ông và vợ ông cũng đang nuôi dạy hai con ở tuổi thiếu niên. Bức thư đó từ năm 1975 chỉ là khởi đầu cho Tony Phạm. Ông không bao giờ quên nguồn gốc mà từ đó ông tới đây, hoặc là làm thế nào mà ông có được những gì ông đang có, siêng năng làm việc, vận may, chăm sóc cha mẹ. Tony Phạm nói về những người Việt Nam tị nạn. Bạn nghĩ gì về lịch sử của chúng tôi ở đất nước này? Thậm chí tôi không thuộc thế hệ người Mỹ đầu tiên. Có những người đã chết trong cuộc chiến đó để cho một đứa trẻ như tôi một ngày nào đó trở thành người điều hành một nhà tù. Tôi rất biết ơn vì được sống, biết ơn cha mẹ tôi, biết ơn 58.000 người lính Mỹ đã hy sinh mạng sống để cho cộng đồng của tôi có thể đến được đất nước này. Trong một đợt xây nhà mới ở Irvine, Nam California, một số công ty xây dựng gia cư lớn nhất của nước Mỹ đang trở lại làm việc sau một thời gian suy sụp thị trường nhà ở. Chẳng hạn, như các công ty Lennar, Pulte, Kehoe Canyon, Ryland, và đây là một sự hồi sinh trong ngành xây dựng Mỹ, trong khi đa số khách hàng chủ yếu đó là những người gốc Việt hoặc là người Việt Nam qua Mỹ, và chủ yếu đó là người Trung Hoa. Người từ Hoa Lục thấy thị trường địa ốc ở đây vẫn có thể có chỗ để mà tăng giá. Điều mà thúc đẩy họ tìm đến đây là vì họ có tiền mặt và họ muốn đặt tiền hoặc là đầu tư vào một nơi nào đó. Một chuyên viên địa ốc nói với một đài truyền hình đầu tuần rằng là chuông điện thoại của bà đã reo liên tục. Chuyên viên này là một trong những người đại diện bán hơn là 5.000 ngôi nhà mới sẽ được dự tính dành cho khu gia cư Reed Park Neighborhood ở gần đó, và hầu hết các cú điện thoại đều là từ ngoại quốc gọi tới. Những người mua nhà đều không chỉ tìm kiếm lợi nhuận tài chính ở trên thị trường địa ốc mà thôi. Bà Mir Herder, giám đốc điều hành Five Point Communities, công ty xây nhà mới ở khu Reed Park Community, nói các chuyên viên môi giới đang chứng kiến cảnh nhiều người Á Châu đang đi mua nhà như là làm một cuộc đầu tư. Những con gái của họ sắp sang đại học, vì vậy chúng sẽ sống trong căn nhà. Họ còn có ngôi nhà như là một khoản đầu tư vào giáo dục. Đó là kế hoạch ông Ryan Young nói trên điện thoại từ nhà của ông ở Trung Quốc. Young cho biết ông đã mua một ngôi nhà ở Irvine trong năm 2018, nhưng ông sẽ chờ 5 năm cho đến khi đứa con gái lên 10 tuổi thì mới chuyển gia đình sang Mỹ. Ông có nhiều lý do để làm bước nhảy vọt này. Ông Young giải thích, giáo dục ở Mỹ là rất tốt, đứng vào hạng đẳng cấp thế giới, do đó trước tiên đó là giáo dục. Và tôi nghĩ rằng điều thứ nhì đó là trị giá tài sản. Trong khi các trường trung học và đại học Mỹ là nguồn thu hút, đa số những người Trung Quốc mua nhà ở California cũng như là một số người có tiền ở Việt Nam. Ông Young và nhiều đồng nghiệp của ông cũng lo ngại về tình hình bất ổn chính trị, lạm phát, thậm chí là ô nhiễm ở Trung Quốc. Họ đang trả toàn tiền mặt để mua nhà ở California, sử dụng nó như là một nơi an toàn cho tiền bạc tài sản của họ. Young ngần ngại không muốn nói chuyện về tiền bạc, nhưng ông thừa nhận, tôi cảm thấy như vậy trong một mức độ nào đó. Hiện thời, Young cho thuê căn nhà 4 phòng ngủ và theo ông nói, thu lời được 5% trên số vốn đầu tư. Mặc dù là Young mua một căn nhà cũ, nhưng những ngôi nhà kiểu mẫu mới ở Reed Park đang lôi cuốn hàng ngàn khách hàng có khả năng mua, trong đó rất nhiều người Việt Nam. Trong thực tế là có hơn 20.000 người đã tham dự vào những dịp mở nhà cho khách tới xem vào cuối tuần, theo các công ty phát triển gia cư cho biết. Phần lớn các khách vào xem đều là người Á Châu và các hãng xây nhà đều để ý tới sự kiện này, với niềm hy vọng tận dụng để thu lợi nhuận từ làn sóng mới của những nhà đầu tư này. Các công ty để điều chỉnh các căn nhà cho phù hợp với nhu cầu. Một số ngôi nhà hội nhập những kế hoạch tầng nhà đa thế hệ và thậm chí có cả những thiết kế phong thủy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe,
cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.